Thưa quý vị và các bạn, Liên bang Nga là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 24 của Việt Nam và cũng là thị trường nhập khẩu lớn thứ 14 của Việt Nam. Trong những năm gần đây, hàng năm có tới hơn 500 doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ, triển lãm nông nghiệp, thực phẩm, công nghiệp, du lịch ở Liên bang Nga. Đây là những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện được tổ chức tại Liên bang Nga nhằm đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu, EA-EU vừa được ký kết. Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Liên bang Nga trong thời gian gần đây phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều có xu hướng tăng, hình thức hợp tác từng bước đa dạng. Năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 2,74 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26% so với năm 2015. Trong đó, giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,61 tỷ đô la Mỹ. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Liên bang Nga gồm điện thoại các loại, hàng may mặc, cà phê, thủy sản. Việt Nam nhập khẩu trở lại chủ yếu than đá, sắt thép, ô tô. Năm 2016, Liên bang Nga có 111 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 1,05 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 23 trong số 115 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam và Liên bang Nga có quá trình hợp tác lâu dài và ngày càng mở rộng. Hiện nay, hai nước đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó Việt Nam là đối tác uy tín nhất của Liên bang Nga trong khu vực. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu đã được ký kết là cơ hội rất thuận lợi cho hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại đầu tư. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ triển lãm, giới thiệu hàng hóa, thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga. Liên bang Nga vốn là thị trường truyền thống của hàng hóa Việt Nam, khá dễ tính trong khâu tuyển chọn mẫu mã, chất lượng so với nhiều nước châu Âu, nên một số doanh nghiệp Việt Nam đang hưởng lợi từ ưu thế này. Mặc dù kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga hàng năm không ngừng tăng, nhưng nhu cầu từ phía thị trường này đối với hàng hóa của Việt Nam vẫn lớn, nhất là các mặt hàng thủy hải sản, bánh kẹo, cà phê, rau củ quả, dụng cụ y tế, quần áo, giày dép, chăn màn, đồ gỗ, vân vân. Thị trường Nga hiện nay đó là thị trường truyền thống của Việt Nam. Tham gia hội chợ triển lãm thì đây là một cái rất thiết thực, bởi vì bản thân người tiêu dùng người ta mắt nhìn thấy, tay sờ thấy hàng hóa, cho nên là người ta tin tưởng hơn. Chính vì vậy cho nên là các cái tính hiệu quả của cái chương trình tham gia hội chợ triển lãm ở Nga đấy thì có rất nhiều hiệu quả, và các doanh nghiệp ấy đã đi tham gia về thì là đều bán được hàng, tức là đều xuất khẩu được hàng cho Nga. Tuy nhiên, do thị trường Liên bang Nga rộng lớn nên nhiều doanh nghiệp còn thiếu thông tin nên chưa tìm tới nhau. Vì vậy, hội chợ triển lãm là kênh hữu hiệu kết nối doanh nghiệp hai nước, giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với thị trường của nhau. Và đây cũng chính là vấn đề được quan tâm tại hội thảo, thúc đẩy thương mại đầu tư Việt-Nga thông qua hội chợ triển lãm do Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Triển lãm Moscow Expo Center trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga phối hợp tổ chức tại Hà Nội vừa qua. Tại đây, các doanh nghiệp Hiệp hội Việt Nam chia sẻ và thảo luận những khó khăn, thách thức trong quá trình tiếp cận thị trường Liên bang Nga, đồng thời đã có cơ hội tiếp cận các tổ chức xúc tiến thương mại tại Liên bang Nga. Tham gia hội thảo lần này, ông Nguyễn Văn Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tinh Hoa Nghệ thuật Thêu Việt đã chia sẻ việc sản xuất tranh thêu truyền thống với những tác phẩm mang tính nghệ thuật và mong muốn mở rộng hoạt động xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Nga thông qua hội chợ triển lãm. Các sản phẩm của công ty là đang sản xuất và là phân phối trong nội địa. Thế mà công ty cũng đang hướng tới là cái thị trường xuất khẩu ra nước ngoài, trong đó có cái thị trường Nga và các cái thị trường châu Âu, rồi cũng như là các cái thị trường châu Á khác. Thế thì hôm nay đến với buổi hội thảo này để các cái doanh nghiệp là được kết nối với lại các cái tổ chức quốc tế về triển lãm. Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, Hiệp hội Việt Nam tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ triển lãm tại Liên bang Nga trong thời gian tới. Trong đó có diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Liên bang Nga diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2017 tại Moscow. Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại, các cơ quan chức năng của hai bên đang phối hợp chặt chẽ hơn nhằm triển khai một cách hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.